Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Adabat. Thì dự án Adabat này nó có một chương trình Waitlist là bán IDO các bạn và iDrop các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần biết sẽ phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở link form các bạn. Mình thấy dự án này nó rất là tiềm năng các bạn nên mình đăng ký đi các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn chỉ email các bạn. Mình chưa có biết mình nhận token gì hay là giá trị gì thì hiện tại của nó là rất là nhiều mạng luôn các bạn. ETH BAT, BSC BAT, KK, KuCoin BAT và JON BAT. Rồi, tiếp tục thì các bạn địa chỉ Binbi Smartchain BET20 trên YouTube Wallet của các bạn nha các bạn. Thì để lấy địa chỉ được thì các bạn lấy địa chỉ ETH trên với MetaMask hoặc là Chocolate của các bạn nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi KCC Chain cũng tương tự luôn. Các bạn cứ bắt vào thôi, NH cũng bắt vào luôn. Riêng cái dòng Tron address này thì các bạn copy địa chỉ với Tron link giúp mình nha các bạn. Rồi, các bạn copy địa chỉ với Tron mình nha các bạn. Rồi, các bạn dán vào đây. Rồi, các bạn bấm vào mục Enter nè các bạn. Ok. Khoan các bạn, để các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn follow tại Twitter này. Rồi, các bạn nhấp vào các bạn ủy quyền cho ứng dụng như thế các bạn. Sau khi các bạn ủy quyền cho ứng dụng xong thì các bạn nó tự động follow luôn các bạn. Rồi dòng thứ hai các bạn share tại Twitter này các bạn. Ui, rồi các bạn join chào kênh Telegram nè. Cái này tự động nó join luôn vậy ta ơi. Để mình kiểm tra coi mình có join chưa các bạn. Rồi các bạn join chào luôn đi các bạn. N nữa rồi ta. Rồi tất cả các bạn join chào các bạn. Rồi các bạn bật up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn retweet tại Twitter nữa nè. Vào đây các bạn like nè. Rồi tự động nó làm luôn các bạn. Rồi cái mục này là cái mục ghép phơ, các bạn lên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm token các bạn. Tiếp tục follow John Bat. Nó tự động nó follow luôn các bạn, để mình vào mình coi thử. Rồi nó tự động follow luôn các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh John Bat Telegram nè. Rồi xem qua website của nó nè. Website của nó trên Telegram luôn hả ta. Rồi các bạn join sao luôn đi các bạn. N rồi. Rồi các bạn join sao đi. Rồi bạn đắp lên. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa cái nữa nè. Rồi cái này là tự động nó follow luôn bạn. Rồi nhiệm vụ của tất cả các bạn là cái việc lấy liên ghép mà chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.